Sao mốc á? Cái cam ghê phê sao mốc á? Cái cam ghê phê sao mốc á này? Đấy thì bài chân ấp tận đây thôi anh còn thu hoạch tận đây ở ta. Ồ, rò mai chân mà bà già dịp liêng thu tận đây chả lạc á hả? À đây thế, anh tha đây thế mình đây. Hello. Thôi, cái này. Chặt tàm á. Chặt tàm á. Nói chặt tàm à lời. Nói chặt tàm à lời. Anh nhờ. Lộc Hà nhờ. Anh mau ở bên trăm cái lái sao mất anh mau đây thằng ngon anh mau đây thằng ngon bên trăm cái lái như này không thể không thuyền không thuyền mau ở lấy nhà ở bên trăm cái lái như này ở bên trăm cái lái sao anh mau như mất đã khám chưa như như dân mơ rồi anh đang chưa khám đã khám chưa khi mà độc là hồn chưa giật chân à mùi nó có quạt chưa cho chân kia đang bị tối máu ta
đi kia đi ai đá kia bọc bọn chào mà tài dùng mê bọc bọn chào thằng tôi màu lô cho mình chầm chầm không phải là thật độc thật độc cù bàn việc ta nhưng lại là nà tình thật độc cù của quê mà hỏi tiền là một mũi chư chất lạc mà đón giờ tôi về tôi trở lại nào lời nếu mà thôi tôi bày như này đã được khám đi còn nếu mình đã được khám thì đã được khám là vì nãy cứ đã mò như thế nháy mình score nè đây mình score nè đã mò mơ từ kho khổng nông có đấy được khám à còn xong thì nè đã mò thầm và đã mơ từ ở đấy được khám thì còn là của ba thì mấy cô bà như anh tôi và anh tôi à tèo ê này mới này mới lên này lên lên đấy chút chút lại nhé rồi cái tên ác kia chứ này vô ngập nhà lâu đấy chất tất à ô bơ trong score nữa ô ô không mình tên không không ra tiền nữa nếu mà cần chỉ ăn lần gần hết lo vấn đề ăn được đấy chứ mình ăn mình lại chối thì giờ bán giờ từ sáng đây được nên giờ thôi mà khơi như thằng gần hết nhưng mà ăn nhiều tử chẳng thôi này ngay ở phần ăn viết đấy